đội tuyển Việt Nam đá giao hữu trên sân Lạch Tray, Hải Phòng. Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hồng Kông, Trung Quốc sẽ diễn ra trên sân Lạch Tray. Nguồn tin của VTC News cho biết cuộc đọ sức đáng chú ý giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hồng Kông, Trung Quốc sẽ diễn ra trên sân Lạch Tray, Hải Phòng. Đây là trận đấu diễn ra trong quãng thời gian FIFA Day tháng 6 và cũng là trận đấu quốc tế đầu tiên của huấn luyện viên Chausseur ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Việc đưa một trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam về các địa phương tổ chức là điều người hâm mộ mong mỏi từ lâu. Cổ động viên luôn khao khát được xem các ngôi sao thi đấu. Thời gian qua, câu lạc bộ Hải Phòng và thành phố Hải Phòng tích cực vận động để đưa các trận đấu về địa phương khi sân Lạch Tray có sự thay đổi toàn diện về cơ sở vật chất. Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 7 tháng 6 sau khi kết thúc vòng 11 V-League 2023. Trong thời gian diễn ra các trận đấu ở mùa giải chuyên nghiệp, huấn luyện viên Philippe Chausseur và các cộng sự sẽ chia nhau tới các sân để theo dõi phong độ của các tuyển thủ cũng như tìm kiếm những nhân tố mới để triệu tập vào danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam. Sẽ có khoảng 5-7 cầu thủ mới chưa từng xuất hiện trong màu áo đội tuyển Việt Nam được huấn luyện viên Chausseur tạo cơ hội thử lửa. Các đội bóng đang có phong độ cao như câu lạc bộ Thanh Hóa và câu lạc bộ Công an Hà Nội có khả năng đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam. Trước đối thủ không quá mạnh như Hồng Kông, Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam có thể tạo ra nhiều thử nghiệm để tìm ra nhân tố mới, phù hợp với triết lý chơi bóng của huấn luyện viên Chausseur. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, đã bắt đầu triển khai các công việc cần thiết cho công tác tổ chức trận đấu cũng như xây dựng kế hoạch phát hành vé phục vụ người hâm mộ.